kết hạt nhân dưới năm 2. Cựu lao nữ vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền đơn vị Hà Lan gặp vận động viên Dương Thị Phanh Minh đơn vị Đà Nẵng. Xin mời hai vận động viên Lê Thị Ái Hoa đơn vị Thừa Thiên Huế và Nguyễn Phong Kim Thanh đơn vị Vũng Tàu chuẩn bị sang cuộc thi đấu. Thank you. Đơn vị Đà Nẵng thành huy chương vàng, hạng nhân dưới 5